chuột gaming quốc dân. Mình đang có ở đây G102. Mức giá của nó vô cùng rẻ thôi, chỉ dưới 400.000 đồng. Tuy nhiên, đây là phiên bản mới hơn của G102. Thì đối với phiên bản G102 cũ, chắc các bạn cũng biết rồi đúng không? LED vẫn có thể đổi được, tuy nhiên vẫn là LED kiểu mỗi lần hiển thị chỉ một màu thôi. Thì đây là chuột G102 được cải tiến, gọi là lai sinh đấy, các giải LED, và có thêm một màu trắng ngọc trinh nữa, một màu đen bình thường. Và mức giá của hai sản phẩm này nó sẽ loanh quanh khoảng độ 500-600.000 đồng. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu nhanh một chút về hai cái mẫu chuột này. Rồi thì bây giờ mình đã mở hộp em ra rồi, thì phần phụ kiện nó giống hệt nhau, thế nên mình chỉ để phụ kiện của một bộ thôi. Thì đầu tiên các bạn sẽ có một gọi là đây là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng, ghi một vài ngôn ngữ, tiếng Trung này, tiếng Hàn này, tiếng Indonesia này và tiếng Anh nữa. Nói chung là đủ, mỗi tiếng mỗi cái là không có tiếng Việt thôi. Một miếng sticker to vật vã đến từ Logitech, cùng với đó là một tập không phải hướng dẫn sử dụng. Đây là cảm ơn các bạn đã sử dụng chuột của Logitech, cuộc sống thật là vui vẻ, các bạn hãy chơi game nhé. Và chúng ta có đầy đủ không, mình phải phép đấy, trong đấy nó chẳng ghi cái gì cả. Đây hai hộp sản phẩm tương đương với đẹp mà trắng. Bây giờ mình sẽ bỏ hết cái đống này ra và tập trung vào hai sản phẩm chính mình đang có ở đây. Bây giờ thì mình sẽ nói về phần thiết kế của các mẫu chuột Logitech G102. Thì ở đây mình đang có hai phiên bản G102 của mình mượn được thôi, chứ mình không dùng G102. Thì phiên bản mình mượn ở đây là phiên bản nó gọi là nguyên thủy nhất của G102. Thì so với phiên bản mới gọi là G102 Lightspeed ấy, trông nó chẳng khác cái vẹo gì cả, trông nó giống hệt nhau luôn. Ngoại trừ phiên bản này của mình thì nó hơi bóng do sử dụng quá lâu rồi. Còn lại về tất cả các phím bấm này, cảm giác bấm các thứ, nó giống hệt nhau không khác gì cả. Thậm chí ở bên dưới này, cái feed cao su nó cũng giống hệt nhau luôn. Thì đấy, thì có cái nhìn tổng quan nhất cho các bạn nào mà muốn biết xem cái điểm khác biệt giữa hai mẫu chuột này như thế nào. Bây giờ thì mình sẽ tập trung vào phiên bản màu trắng, bởi vì rất nhiều bạn mong chờ phiên bản này. Thì về phần dây các bạn nhìn thấy vẫn là dây bình thường, nó không phải dây bọc dù. Thì đầu USB vẫn đầu USB bình thường thôi. Thì mình nghĩ các bạn nên bảo quản sợi dây này tốt một chút, đừng để cho mặt bàn ấy nó tì quá mạnh vào sợi dây này, bởi khả năng cao nó sẽ bị đứt đấy. Còn các thứ khác về chất lượng hoàn thiện nó vẫn giống như vậy thôi, vẫn rất tốt so với tầm giá. Thì ở đây chất lượng hoàn thiện cực kỳ ổn rồi. Thì các bạn phần phím bấm này các bạn thấy vẫn đủ 6 phím thôi, chuột trái, chuột phải, phím back and forward này, cuộn chuột này vui đấy. Phím ở giữa điều chỉnh DPI tối đa thì nó vẫn giống như tất cả phiên bản G102 khác, tối đa chính là khoảng 8.000 thôi. Thực tế ra thì cái cảm giác cầm này, đối với những bạn mà tay to ấy, gọi là cái kiểu cầm palm grip này giống như mình ở đây, tay to ấy thì cầm chắc không được thú vị đâu. Mình là tay nhỏ thôi, tức là cái kiểu cầm giống mình thì mình là một người tay nhỏ, thế nên mình cầm cái kiểu palm grip thì nó hoàn toàn ok. Còn thực tế ra cái mẫu chuột G102 thiết kế dành cho kiểu foregrip và finger grip, đây hai kiểu như này và như này, thì nó sẽ gọi là phù hợp hơn. Còn bạn nào tay nhỏ thì phải sử dụng cái chuột này hợp lý thôi. Còn các thiết kế khác vẫn thiết kế kiểu bình thường, phù hợp cho người thuận tay cả phải lẫn trái. Tuy nhiên thì với cái phím back and forward này nó sẽ phù hợp hơn với người thuận tay phải. Mình thì dùng chuột cả hai tay đều như nhau mà, mình thuận cả hai tay các bạn ạ. Về phần cảm biến thì sao? Cảm biến ở đây sử dụng cảm biến Mercury. Thì cùng tầm giá các cái mẫu chuột khác thường sử dụng cảm biến của Avago hoặc là Pixar thôi, thì với cảm biến Mercury của Logitech ấy thì mình đánh giá nó gọi là gần như tốt nhất ở trong tầm giá rồi. Thì người ta sẽ hay nói một câu này, nếu mà trong tầm giá chuột khoảng dưới 1.000.000 đồng thì người ta hay ưu tiên chuột của Logitech. Thì đấy cũng là một trong những lý do tốt nhất mà Logitech đã mang lại cho người dùng. Gọi là miên man một chút về phần thông số thôi, thì bây giờ thì mình đã show qua một số cái hình ảnh về LED, về cả phiên bản cũ lẫn phiên bản mới, để cho các bạn có thể nhìn thấy là cái hệ thống LED nó cải tiến như thế nào nhé. Rồi bây giờ thì về phần cảm giác cầm nắm thì sao? Với những người tay nhỏ như mình, đây mình cầm này di chuột rất thoải mái. Mình là một người thường xuyên chơi các tựa game MOBA, thì khi sử dụng G102 để chơi các tựa game MOBA thì hoàn toàn ổn. Ngoài ra thì mình bắn thêm cả CSGO và Valorant nữa, thì mẫu chuột này vẫn hoàn toàn đáp ứng được. Thì tức là chuột này nó giống như một con chuột quốc dân, các bạn dùng để làm văn phòng cũng được, làm chơi game cũng được, hay thậm chí mua về cho vui để phù hợp bộ cây toàn bộ là màu trắng nó cũng được luôn. Đấy, duy chuột như này. Thì nếu như các bạn nào mà muốn tùy chỉnh sâu hơn về cái mẫu chuột này thì có thể tải phần mềm ở trên trang chủ Logitech Gaming Software, thì vào đấy các bạn có thể chỉnh được hệ thống LED này sao cho phù hợp nhất này, LED RGB này, LED đơn sắc hay bất kỳ các loại LED nào. Ngoài ra thì các bạn có thể tùy chỉnh cái phím DPI này để bạn setting sao cho mỗi lần bấm nó sẽ hiệu quả nhất, và tối thiểu sẽ là 50 DPI mỗi một lần bấm. Thì bạn nào mà thích di nhanh ấy, có thể chỉnh một phát lên 8.000 luôn. Còn những bạn nào mà thích di chậm thì có thể tùy chỉnh sao cho nó phù hợp nhất.
Còn với con cuộn chuột này này, đấy, cuộn chuột này cho mình cảm giác nó khá thú vị, nó kiểu nó vuốt nước sật sật sật. Đây không phải cuộn chuột speed nha, đây chỉ là một loại cuộn chuột bình thường thôi. Cuộn chuột speed thì các bạn phải cần lên cái dòng cao cấp cơ. Nhưng mà đấy, cảm giác gì nó kiểu nó khá thú vị và nó rất bám tay luôn. Còn nếu như bạn nào mà mua G102 mà kiểu lo lắng kiểu bị double clip thì mình nghĩ bây giờ nó đã đỡ cái tình trạng rồi. Ngày xưa khi G102 mới ra mắt những phiên bản đầu tiên thì cái lỗi double click nó thường xuyên xảy ra. Còn bây giờ thì mình thấy cái lỗi đã cực kỳ ít xảy ra rồi. Kể cả mình đã có một con G102 mình mượn được cũng đã có tuổi đời cũng khá cao rồi. Tuy nhiên cái hiện tượng double click là hoàn toàn không thể xảy ra. Cảm giác bấm nó vẫn giống hệt như cái lúc mới mua luôn. Chỉ có duy nhất một điều là cái phần nhựa này, phần nhựa ở đây là phần nhựa nhám nha. Nhìn trông rất đẹp nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì nó sẽ thành nhựa bóng luôn, bởi vì mồ hôi và dấu vân tay nó bám lên đây nó bóng nhẫy con chuột luôn. Thì cái này có lẽ các bạn phải chấp nhận một điều thôi. Thì về chất lượng hoàn thiện cũng rất ổn luôn, không hề có hiện tượng ọp đẹp hay thừa ra bất kỳ các góc nào, kể cả phần nối giữa phần thân chuột này, phần nắp trên với phần led RGB được làm cực kỳ liền mạch luôn. Thì đây là điểm mình đánh giá rất cao trên các mẫu chuột của Logitech hoàn thiện. Mình đánh giá cao nhất Logitech là vấn đề chuột thôi, còn bàn phím với tai nghe thì mình thấy nó cũng bình thường thôi. Rồi, vậy thì tổng kết lại thì các bạn sẽ chọn mua mẫu chuột nào? Dưới 400.000 thì là một em chuột Logitech G102 có led, không phải led Lightning, led nó chỉ bình thường thôi, đổi giữa các màu được. Hay là các bạn sẽ bỏ thêm một mức giá nó cao hơn một chút mà đổi lại được, chúng ta sẽ có một cái mẫu chuột mà led RGB có thể thay đổi tùy biến theo tất cả các màu chúng ta mong muốn. Hoặc chúng ta sẽ có thể là mua một em chuột màu trắng ngọc trinh như này. Ý kiến các bạn như nào để ngay dưới phần bình luận giúp mình nha. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Anh Phát Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình qua trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn sớm thôi.